xin trân trọng kính chào quý độc giả của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào chị. Thưa nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khanh, hồi xưa mẹ em rất là mê hát bội, nhưng mà em cũng đi theo mẹ em coi, nhưng mà lần đầu tiên thì em hơi sợ. Những cái chuyện đơn giản mà cũng thấy là sợ, thí dụ như cái cặp lông mà dắt lên đầu, cái cặp lông đó thì là lông của con Trĩ. Có nhiều người vô thấy cái lông nó uốn éo này kia nọ đã sợ rồi, trời ơi cái con gì mà nhìn ghê quá đã thấy sợ rồi. Hoặc là những cái mặt rằn rợn này kia, dạ, như mình nói đó, mặt rằn em sợ lắm. Thì cái mặt rằn đó cũng có ý nghĩa. Mặt rằn đó cái nét gì nè, ta gọi trong nghề gọi là cái lá lan. Trẻ thì cái lá này, thí dụ cái mặt trắng hết đi, bắt đầu dặm cái chỗ này đen, gọi là cái lá lan. Mà cái lá này nó nhỏ là người đó trẻ tuổi, mà cái lá này nó dài ra đây thì người đó lớn tuổi. Đó, thành ra người ta nhìn vô người ta sợ, nhưng mà cái đó chỉ thể hiện nhân vật thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Như hồi đó chính mình đây nè, mình đi theo mẹ mình đi hát, cứ núp sau lưng hoài, mẹ ngồi quá trang núp sau lưng dòm cái ông kia, ông quá trang đó. Một lát hồi ban đầu vô dạ thưa cậu ha, rồi ông quá ngồi nhìn ông quá trang hồi cái mẹ cái con gì vậy mẹ. chính bản thân mình cũng bị điều đó nữa. Cũng có, nhưng mà sao chị theo nghề không, dần dần cái gì cũng vậy, mình tới với nó rồi, mình hiểu nó rồi đó, mình thấy không sợ mà mình càng phải đam mê nữa. Còn đam mê nữa cơ, thành ra tôi mới đi theo hát. Rồi hồi năm khoảng 8 tuổi thì mẹ có một cái tuồng hát là Hoàng Phi Hổ Quy Châu. Lúc đó là cậu Ba Minh Tơ đóng vai Hoàng Phi Hổ. Chị Thanh Loan là em của anh Thanh Tổng á, chị hát con Hoàng Phi Hổ thì cho mình vô làm vài đứa con luôn, mà có biết hát gì đâu. Ra sân khấu hai đứa đứng vậy đó, rồi kia ông nói các con ơi mẹ các con đã chết rồi, cái ông dây vào dòm hai đứa, trời sao hai đứa này tỉnh bơ vậy đó, cái quạt của ông bự vậy nè, cha nói nghe không, ông quất cho chị sáu cái, quất cho mình một cái, lúc đó con nít mà với hai cục tóc kìa nè, cái quạt của ông nó chạy xuống như này, rồi đi ngang con mắt đây nó quẹt vô một cái, rồi thấy mười ông trời luôn á, bắt đầu nước mắt nó ràn rụa nó chảy thôi là chảy, khóc thiệt luôn mà khóc còn bền như nó quẹt như này. Đó là cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi, đáng nhớ nhất đó là kỷ niệm thời đi hát đầu tiên. Rồi cũng bắt chước cô chú ông bà đang làm mặt, nhưng mà vẽ chân mày đâu có biết vẽ đâu, nó bự chà bá luôn. Cái cậu Năm Thiệu Của ông đứng ngoài sau lưng ông dòm những kiến, trời ơi vẽ chân mày gì mà như cái mát vậy trời, thấy là mắc cỡ rồi, ôm cái kiến ngồi khóc thôi, không làm nữa đâu, mắc cỡ. Sau lớn thì mẹ tôi lại khuyến khích là không cho con đi hát. Sao vậy chị? Mẹ nói như vậy là nghề của mẹ đó, nói cái tiếng là lão lai tài tận, già rồi là không có làm được cái gì nữa hết. Ví dụ như giờ con đi hát 40 tuổi là thôi rồi, con không còn làm gì hết rồi, cái khoảng đời sau này con sống bằng cách nào. Đó, thì tôi cũng nghe lời mẹ đi học chứ không đi hát, thì cũng nghĩ là khi nào thành tài rồi đã. Thì trong thời gian đó thì mình cũng có đi sinh hoạt với mẹ, thí dụ như nhắc tuồng. Sau đó thì thầy nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi đó có tới nhà thuyết phục với mẹ. Thầy Phi là một cái người mà coi như là đam mê hát bội. Mà thầy Phi là một cái phần nghĩa là cuồng nhiệt của mẹ tôi luôn. Thầy mới nói thôi giờ con nói cô ba cho Ngọc Khanh vô trường nghệ thuật sân khấu. Không, lúc đó là trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ ở Nguyễn Du á. Thì giờ cô ba cho Khanh nó vô đó học đi, rồi thì khi nó tốt nghiệp ra trường rồi nó sẽ làm cô giáo nó dạy lại. Thì cái tiền lương đó là sẽ ăn tới già luôn. 50-60 tuổi thì còn được rồi, sau đó nghỉ thì còn lương hưu, đại khái là vậy. Mẹ nghe bùi tai rồi cho vô trường học. Rồi tốt nghiệp là năm 73. Rồi ở đó làm phụ giảng, rồi giảng dạy cho các em mới vô cho tới năm 75. Không muốn vô đoàn mà muốn đi bay nhảy ngoài, tại vì lúc đó là cũng có nhiều cái đoàn hát cúng đình, hát chầu hát này hát kia. Đó, mình cũng qua tiếp tế này kia nọ trong nghề mà thương. Lúc đó thì gia đình nó ngay là cũng khá giả, rồi qua cái giúp đỡ họ cuộc sống này kia. Rồi tụi nó nói thôi giờ chị
vậy chi vậy chị tổ chức chị hát lại cho tụi em đi. Hát đi rồi có sống hàng ngày. Rồi ok, làm liền. Ok luôn. Ok luôn. Đó, thì làm liền luôn. Rồi lúc đó thời bao cấp mà xin phép khó lắm. Người ta không cho. Không cho rồi nói thôi giờ đi lên trên Củ Chi nè, lên Tân Quy á, rồi mình làm mua bồ, mua tôn, mua đồ rồi dừng lại. Cái mảnh đất trống đó mình làm sân khấu mình hát. Mướn thùng phi đồ, mướn dĩ sắt để lên để hát. Thì hai đêm đầu mưa tầm tã luôn. Hát vô trời sao hát được, rồi nghỉ. Đêm thứ ba hết mưa rồi, đứng trên sân khấu nhìn bốn phía. Rồi khán giả người ta đi coi. Mình mê man luôn. Vô coi, mua vé vô coi. Coi đến nỗi vô họ chen nhau mà sập cái dàn sân khấu luôn á. Tại lúc đó đâu có ai hát nhiều. Rồi thì đêm đó doanh thu sướng quá đi. Mới phát cho mọi người đó. Thay vì hôm nay mình nghỉ nha. Về đêm nay phát ba cử lương. Ba cử lương. Phát lương đều bù lại. Thì đêm đó rồi xong rồi mệt quá ngủ sáng cái trời chị. Ở trên huyện có người đi xuống kìa. Chạy ra. Thì cái xe hơi đó của cán bộ ở trên huyện ta đi công tác ta đi ngang. Cô là gì? Chủ đoàn đó không? Hát đêm nay thôi nha. Mai dẹp. Hồi sao chú? Giấy phép đâu? Rồi. Thế là Dẹp. Dẹp cái cũng lang thang chỗ này lang thang chỗ kia. Mà hát chừng đêm hay đêm mà thôi. Không có hát gì được. Rồi hậu quả là sau 2 tháng rưỡi lúc đó dẹp đoàn mất 25 cây vàng. Rồi thôi cay đắng quá thôi dẹp luôn. Rồi bắt đầu cũng lại đi hát. Đi hát đối với mình lúc đó là một cái... Đi hát là đi hát... Cho những đoàn khác. Dạ. Đi hát đối với mình lúc đó là những cái nghiên cứu, những cái học hỏi, những cái tìm tòi. Rồi những cái hát ở dưới đó, nghèo dữ lắm. Ông chồng đó, thì có một mắt đánh trống. Bà vợ đó, thì đánh trên này kêu gọi là cái đồng lố, này, cái tròn tròn, ben 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 ben. Ở dưới không có cái đó. Đánh bằng cái vỏ đạn đó. Để cái vỏ đạn đi bà có vợ. Tiếng là được. Bà vợ đánh tên gì. Còn cái anh đàn cò đùng xịt cái bụng bự. Nó đàn tèn te te tè te. Cái lát mình dẫn cho con ơi, người anh em, lát nữa người anh em cho tôi xin cái bài nãy nha. Bài nãy đàn hay quá. Trời, tôi còn không biết tôi đàn bài gì nữa mà chị cho chị. Thiệt luôn. Thiệt luôn. Là cứ đàn theo cảm giác thôi. Cứ đàn thôi. Mình thấy nhìn thấy rồi tập rồi ăn uống á thì bầu gánh lo ăn gì đó cũng được, tắm thì xuống sông tắm, nhưng mà có những cái không khí sinh hoạt nó rất là vui. Đó. Cũng đi tìm hiểu đầu này đầu kia đầu nọ để về nó có những cái vốn liếng cho mình. Thí dụ như có cái đoàn ở dưới Long Xuyên thì mấy cái đoàn này là họ không có xe rồi di chuyển như mình đâu, họ di chuyển bằng ghe. Rồi mình mới đi theo họ, đi xuống đó, đi đó, lên trên sông nước vậy đó, bước lên một cái bến đó. Rồi khán giả ở đâu mà nghìn trùng không biết, người ta tới ta coi. Đó. Mà hát đó là hát cúng đình, tại là đâu có tiền bạc gì đâu. Tiền là của hội đình trả cho đoàn hát, đoàn hát mới trả cho mình. Chị, nhưng mà sao em thấy hình như là hát bội là thường biểu diễn vô trong đình chùa không, là sao chị hát thường? Tại vì đình chùa ở đây là họ có cái... lễ kỳ yên là như vậy, tháng 2, tháng 3 của đầu năm và tháng 10, tháng 11 là của cuối năm. Thì cái đầu năm này là người ta làm một cái công việc là ta cúng thần nông để người ta bắt đầu người ta làm nghề đó. Người ta cúng thần nông thì người ta bắt đầu người ta cúng, người ta mời mình tới hát. Hát đó là làm cái lễ kỳ yên, là mỗi một năm như vậy là cầu an, kỳ yên là cầu an đó. Rồi cái hát xong cuối năm người ta thu hoạch lại, thu hoạch xong xuôi rồi thì là cũng là cái lễ kỳ yên nữa, hát cái đầu năm cái cuối năm. Còn miếu bà đó là hát tháng 3, tháng 3 nhiều cúng bà, tháng 3 với tháng 10 vậy đó. Chứ còn hát doanh thu thì như mình nói nãy, làm gánh hát rất là khổ, không có tiền, làm bán vé không có ai coi hết trơn. Như là nãy em nghe chị nói là trước khi mình đi biểu diễn á, là mình phải chở đồ đến đó trước, mà phải chở bàn thờ tổ đó. Đúng rồi, bởi vì cho nên nhà 6-7 bàn nó mà đi hết trơn rồi đó. Đem lại khi mình tới á, thì hội đình người ta làm một cái lễ gọi là thỉnh tổ nhập rạp. Mình đem bàn tổ tới đó, họ ra hương đăng trà quả đồ này kia, họ mời ông tổ mình vô. Rồi họ bắt đầu họ cúng thần. Cúng thần là
có những cái học trò lễ bưng rượu, bưng trà, bưng trái cây, bưng hoa quả này kia dâng lên cho ông thần. Thì trong những nghi tế đó đó là học, có học trò lễ, có đạo thầy, là làm với đình. Với đình xong rồi bắt đầu là đình cúng yết xong rồi mới làm lễ xây chầu trên sân khấu. Lễ xây chầu thì ông chấp sự ở đó, ông phải đánh trống chầu ba hồi chín chập để cho ông này bắt đầu mở màn. Thì mở màn của hát bội ở đây á, đầu tiên là có một ông mặt mày như thiên lôi vậy đó. Thì ông này mới ra múa, múa rồi ông mới quăng lên cái búa, nổ một tiếng lớn. Tại vì tương truyền ngày xưa đó, cái bầu không khí chúng ta nó loãng là không khí không. Rồi ông này là ông bàn cổ sơ khai chứ không phải ông bình tổ nha, sống nhiều đời nhiều kiếp. Ông mới xuất hiện, ông cầm cái búa đó, ông liền lên nổ một tiếng lớn, cái nhẹ mới lên làm không khí lên làm trời, cái nặng mới xuống lòng đất. Từ đó sanh ra trời đất. Khi mà sanh ra có trời đất rồi đó, bắt đầu là có nhật nguyệt, tức là mặt trăng và mặt trời. Một cái hành tinh, một cái định tinh. Định tinh là mặt trời, hành tinh là mặt trăng quay chung quanh trái đất. Thì ban đêm thì có mặt trăng soi sáng, ban ngày là có mặt trời. Rồi xong cái một rồi giờ tới hai rồi là ba người rồi đó. Rồi bắt đầu hai rồi bây giờ tới ba. Ba là phước lộc thọ. Ba ông phước lộc thọ. Ông một ông thì cho tuổi thọ nè, một ông mà cho rồng trọt, ông mùa màng khai sáng, một ông thì cho sinh sản này kia nọ đó. Gọi là phước lộc thọ. Rồi ba ông phước lộc thọ, rồi tới bốn ông tứ thiên dương mở bốn cửa trời. Rồi năm là mới tới ngũ hành. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đó là cái lễ đại bội là hết rồi đó. Thì người ta mới thêm một cái lễ nữa gọi là lễ gia quan tấn tước. Một ông địa mang mặt trắng nha, ra giết cái liễn là gia quan tấn tước, tức là thăng quan tiến chức. Rồi đó là bắt đầu mới hết cái lễ đại bội. Rồi muốn hát gì đó hát. Khán giả giờ coi đông chị. Như mình nói nãy, làm gánh hát rất là khổ. Không có tiền, làm bán vé, không có ai coi trơn. Rồi lại tốn tiền chuyên chở này kia. Mà hơn nữa, cái đoàn của mình đó, nó là như vậy. Tức là ông bà cha mẹ những người đó, đó là đi hát được với ông bà cha mẹ mình. Rồi con cháu của họ cũng đi hát lại với con cháu mình. Nghĩa là cha truyền con nối. Bởi vậy cho nên đó, xong rồi thì mạnh ai nó về nhà nấy. Nhưng mà tới ngày hát, rằm tháng 2 mình hát ở Vũng Tàu nha. Là thế là người ta tụ tập lại. Rồi bắt đầu nha, đi uống cà phê nha. Rồi trên trời dưới đất, ở nhà làm sao, làm ăn gì, gia đình khỏe không, gì đó. Nó còn hơn cái đám giỗ của nhà mình, vui lắm. Gặp nhau vui vẻ, mừng rỡ này kia nọ, rồi làm nghề rồi lại về. Đó cũng là cái về cái tinh thần để mà mình hứng khởi để mình làm tiếp. Nhưng mà tự sao mình vẫn còn mê nghề. Cái thứ nhất là hồi nhỏ đi theo mẹ đó thì cái nghề nó trong máu rồi. Với lại được cái nữa mình nhắc tuồng. Tuồng mình thủ trơn luôn. Ví dụ cái ông bà đó hát dây gì mình học mình nhắc thuộc một luôn. Câu đâu phải là nói một lần, nói năm ba lần người ta mới nghe. Rồi có những cái giai tướng giống như tôi nói hồi đó, cậu Tấm Văn là ba của chị Thanh Thế. Ông hát cái giai mà Quan Công mà thủ Trương Phi mà thủ của Thành. Khi mà ông Quan Công bắt tội ông rồi, thấy thương ông lắm luôn. Đem cho ông cái dây, mấy cái dây trói tay lại. Giai tướng dữ dằn ha, mà phải trói hai cái tay lại. Thưa với ông Quan Công là huynh ơi em có tội. Mình coi mình chảy nước mắt luôn, lúc đó hết sợ rồi lại mê. Đại khái là như vậy. Rồi những cái đó nó đi vô máu hồi nào không biết. Mê. Cái thứ nhất là cách sinh hoạt của đoàn. Cái thứ hai là thương anh em nghệ sĩ. Cho dù cái gì đó họ cũng gắn bó với nghề. Có người thì chạy xe ôm, có người thì xách cái máy bơm ra ngoài đường giá xe. Rồi cô đào chánh của mình thì làm móng tay đó. Nhưng mà tới ngày hát vẫn có mặt đầy đủ. Mà em biết một nghệ sĩ bây giờ thì giờ muốn chạy theo cái trào lưu của mọi người, rồi muốn làm sao mà đập vô mắt khán giả những cái mà đẹp, cái gì đó của hát bội, thì phải đầu tư cho quần áo, tóc tai, giày dép. Cô Đào bước ra sân khấu là từ trên đầu xuống dưới chân là không có dưới 20 triệu. Cái đầu tóc giả nó đã 10 mấy triệu rồi. Không? Rồi cái một cái đầu tóc cao lên, rồi đôi dài cũng hết triệu mấy. Rồi cái áo quần này kia nọ, rồi son phấn nữa. Thế là về xin tiền chồng, xin tiền con. Xin tiền nhà để mà làm. Thì họ cũng mê như mình vậy đó. Rồi thử hỏi gì làm sao mình bỏ họ được. Là phải theo nghề thôi.
phải mê là phải theo thôi. Nhưng mà mình giờ mình hát theo mùa hả chị ha? Đó thì mình hát theo mùa vậy đó. Còn mấy mùa khác thì mình có làm? Mấy mùa khác thì ở nhà mình làm chấn mấy cái tấm điển treo trong đình rồi đó. Dạ. Đó rồi hoặc là may đồ phục trang cho sân khấu. Dạ. Ừ. Người ta đặt hả chị ha? Người ta đặt mình, đặt cái gì làm. Còn con cháu chị có làm nghề khác ngoài chứ? Con cháu thì cũng có, nó cũng đi làm. Giờ gần như con gái thì giờ nó làm mấy cái nghề mão rồi này kia nọ, nó bỏ mối cho lớn liên quan về cũng phụ tích hát bội cải lương này kia rồi, tức là làm phục trang này kia rồi. Dạ, chị là hiện nay là có một số nhóm trẻ là quay về nghiên cứu văn hóa cổ truyền, trong đó có nghệ thuật hát bội. Chỉ là nghĩ là đây là một cái tín hiệu vui. Vui chứ. Có một em học sinh đó, em ở bên Mỹ. Em về em bảo vệ cái luận án về hát bội. Thì đó là em có tới ở Lăng Ông Bà Chiểu, có tới ở chỗ Đình Phú Nhuận này kia để mà gặp chị để trao đổi. Rồi chị cũng nói về hát bội này kia nọ đó, dẫn giải cho em. Rồi em bảo vệ thành công cái luận án đó. Thì năm 2013 đó là thầy giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong á, ông có một cái chương trình là giao lưu văn hóa Việt Nam và Mỹ của ông Clinton, giao lưu những cái trường đại học á, thì em qua sự giới thiệu của em chị có được đi Mỹ, diễn được 8 cái trường đại học, và 80 trường, 8 trường, đi có 2 tuần đó, trường Harvard nè, trường Yale nè, đủ thứ, 8 cái trường danh giá ở Mỹ là một, rồi giờ rồi bên chỗ trường FPT. Cái nhóm Mộng Mơ rồi tụi nó cũng làm một cái chương trình là tìm về hát bội, thì tụi chị cũng có giúp các em mà nói sơ qua rồi biểu diễn này kia để làm những cái chuyện về hát bội, mà những cái chuyện gì rất là vui. Thì như sẵn đây thì cũng nhờ các cấp chính quyền trong với lại các anh em nghệ sĩ trong nghề với nhà hát tuồng Thành phố Hồ Chí Minh đó, nhà hát bội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm những cái chương trình để được UNESCO công nhận mình là một cái văn hóa phi vật thể của Việt Nam, mà tính ra từ bóng rổi nè, múa mâm vàng này kia, đờn ca tài tử là hát bội đã có từ lâu đời, mà hát bội của mình từ hóa trang điệu bộ cách hát là đậm đà bản sắc dân tộc, vì nó là của dân tộc mình, nó không lai ai hết. Đôi khi nhìn lên người ta có thể tưởng tượng lầm tưởng hát bội mình giống như kinh kịch Trung Quốc, nhưng mà không phải vậy. Kinh kịch nó hát cái hơi còn cao lên nữa kìa. Cái râu của họ là râu bít miệng, còn của mình là râu năm chòm rõ ràng. Cái tay cái chân của mình đều có điệu bộ hết. Mình khác người ta chứ. Chị thêm biết là thời gian gần đây là chị có đi cố vấn một số phim, tức là mình chỉ cố vấn về nghệ thuật hát bội thôi. Là mình có kỳ vọng gì cái hướng đi mới này không chị? Kỳ vọng chứ. Tại vì vậy phải nói là khi cái lời đầu tiên của mình tới mình nói chuyện với đạo diễn thì mình nói là rất cảm ơn đạo diễn đã nghĩ tới cái ngành nghề của mình để mà cho mình có thêm một cái đất để mà tiếp tục duy trì cái nghề này đó. Thì cũng vui, thì trong đó là cũng có các em, các cháu, các học trò của mình và các nhạc công, người ta cũng có chuyện làm để có sự sống, điều đó rất là quý. Bây giờ chị đau đáu điều gì nhất về cái nghề của mình? Chị bây giờ trước mắt là cái đầu tiên để giải quyết nhanh gọn lẹ, tức là bây giờ phải có hợp đồng cho nhiều để cho nghệ sĩ người ta có cái điều kiện người ta sống. Ta sống rồi đó, bắt đầu mình mới nghĩ tới cái chuyện phát huy. Thì cũng làm nhiều việc lắm, ví dụ như là muốn đưa hát bội vô học đường. Chị nói cũng xin nhiều năm mà không được. Là ví dụ như bây giờ trong một tháng thì có 1-2 tiết, giờ đưa hát bội vô để giới thiệu cho họ biết hát bội nè từ đâu mà có, rồi những cái trang phục, những cái mặt mày, những cái hành văn, nói cho các em biết từ nhỏ cho thấm lần lần. Với chị nói là cái nghề này đó, chị hay nhất là cha truyền con nối, đêm đêm núp sau cánh gà coi hát là nó nhiễm, nhưng cháu nội chị nó nhiễm dữ lắm. Bây giờ nó hát nhiều câu, nó nói mấy câu tuồng chị còn không hay luôn, ở đâu mà nó thuộc hồi nào không hay.